Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với game show Đấu trường Cờ Việt phiên bản cờ tướng Úp mùa giải 2018-2019. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi lượt trận thứ hai, ván đấu giữa hai kỳ thủ Trần Phúc Hậu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thịnh đến từ Quảng Ninh. Hiện tại, tỷ số giữa hai kỳ thủ đang là 5-2, nhưng về kỳ thủ Trần Phúc Hậu, hai kỳ thủ đã sẵn sàng thi đấu. Ván đấu thứ 8 bắt đầu. Ở trong ván đấu này, kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh được cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Trần Phúc Hậu cầm quân đen đi sau. Và ngay ở những lượt đi đầu tiên, hai kỳ thủ đã đều được mở xe và hai kỳ thủ cũng đã chấp nhận đấu xe. Kỳ thủ Trần Phúc Hậu đến với chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chơi cờ ngửa và 8 năm kinh nghiệm chơi cờ úp. Anh hiện đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Đông Du và cũng đã đạt được một số thành tích như vô địch tỉnh cờ tướng Đồng Nai. Ở vòng thi đấu thứ hai, kỳ thủ Trần Phúc Hậu đã vượt qua kỳ thủ Thắng Nam Võ với tỷ số 6-2. Ở vòng thi đấu thứ 3, anh tiếp tục vượt qua kỳ thủ Lê Lợi với tỷ số 6-3. Và ở vòng thi đấu thứ 4 vừa rồi, anh đã vượt qua kỳ thủ Tống Đức Phong với tỷ số khá cách biệt 11. Và đối mặt với kỳ thủ Trần Phúc Hậu trong ngày hôm nay là kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đến với chúng ta từ Quảng Ninh. Kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh cũng là kỳ thủ có rất nhiều kinh nghiệm chơi cờ tướng với khoảng 30 năm. Anh cũng đã biết đến bộ môn cờ úp và chơi được khoảng 3 năm. Kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh cũng đã từng đạt huy chương đồng thể dục thể thao Quảng Ninh năm 2010, huy chương vàng đồng đội Đại hội thể dục thể thao Quảng Ninh năm 2010. Ở vòng loại thì kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh giành được 26 điểm. Ở vòng thi đấu thứ hai, anh có chiến thắng trước kỳ thủ Võ Văn Thành với tỷ số 6-4. Ở vòng thi đấu thứ ba, anh đã vượt qua một kỳ thủ rất mạnh là Lê Đinh Ngọc với cùng tỷ số 6-4. Và ở vòng thi đấu thứ tư vừa rồi, kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã có màn lội ngược dòng trước kỳ thủ Đỗ Quốc Trung và chung cuộc anh có chiến thắng 17 trước kỳ thủ Đỗ Quốc Trung. Như vậy có thể thấy cả hai kỳ thủ ở trong trận đấu ngày hôm nay đã đều lọt vào vòng thi đấu thứ năm này một cách rất xứng đáng. Và hứa hẹn đây sẽ là trận đấu rất hay và cống hiến giữa hai kỳ thủ.
Và như vậy xét về lực quân lúc này, cả hai kỳ thủ đã đều mở được một pháo và một mã. Kỳ thủ Trần Phúc Hậu đã để mất một xe một pháo, trong khi đó kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã để mất một xe một pháo và hai cây cứu của mình. Quý vị và các bạn đang theo dõi ván đấu thứ 8, trận đấu giữa hai kỳ thủ Trần Phúc Hậu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thịnh đến từ Quảng Ninh. Hiện tại tỷ số giữa hai kỳ thủ đang tạm thời là 5-2 nghiêng về kỳ thủ Trần Phúc Hậu, và kỳ thủ nào giành chiến thắng ở trong trận đấu này sẽ giành quyền lót góp mặt vào vòng bán kết, nơi mà đã có 3 kỳ thủ đã chờ sẵn. Đó là kỳ thủ Đỗ Như Khánh đến từ Bắc Ninh, khi mà anh đã vượt qua kỳ thủ Đinh Quang Hưng với tỷ số 10-5. Kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng cũng đã lọt vào vòng bán kết khi anh có chiến thắng 17 trước kỳ thủ Trần Hữu Bình. Và ở trong ngày thi đấu hôm qua, kỳ thủ Nguyễn Thanh Tùng cũng đã có chiến thắng 10-5 trước kỳ thủ Trần Nga Sáng, và là cái tên thứ 3 góp mặt vào vòng bán kết của game show đấu trường cờ Việt. Và ở trong trận đấu này, chúng ta sẽ tìm ra cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết này. Vâng, xin cảm ơn khán giả Dương Nguyễn, một khán giả rất quen thuộc với game show đấu trường cờ Việt, đã gửi những lời chào đến hai kỳ thủ và bình luận viên. Và hy vọng ở trong trận đấu này, hai kỳ thủ của chúng ta sẽ thi đấu thật tốt và cống hiến những nước cờ hay cho khán giả và những người hâm mộ. Vâng, xét về hình cờ lúc này, kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đang có một chút ưu thế khi mà anh đã mở được 3 cây chiến là xe pháo mã đối trọng với kỳ thủ Trần Phúc Hậu đang có một pháo và hai mã. Và vừa rồi kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã tượng 3 tiến 5 mời kỳ thủ Trần Phúc Hậu đấu tượng.
Vâng, liên tục là những màn đấu cây của hai kỳ thủ. Mà 4 tiến 3 chiếu tướng đến từ kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Nếu kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh bình tướng vào 5 thì nhiều khả năng kỳ thủ Trần Phúc Hậu sẽ chơi tượng 5 tiến 7 tiếp tục chiếu tướng. Vâng, nước đi khá khó, có thể suy nghĩ cho kỳ thủ Văn Thịnh. Liên tục là những đòn phối hợp khó mã đến từ kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Ngoài ra kỳ thủ Trần Phúc Hậu cũng còn xe vẫn chưa mở được. Và nếu có thể mở được con xe này thì có lẽ ưu thế sẽ thuộc về kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Vâng, xin cảm ơn khán giả Hoàng Thanh đã gửi những lời chào đến chương trình và hai kỳ thủ. Và anh cũng chúc cho hai kỳ thủ sẽ thi đấu thật tốt, bình tĩnh, tự tin và cống hiến những nước cờ hay cho khán giả. Vâng, rất may cuối cùng kỳ thủ Trần Phúc Hậu đã tìm ra con xe thứ hai của mình rồi. Và có lẽ lúc này kỳ thủ Trần Phúc Hậu đang có ưu thế hơn kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh, khi mà anh đang có bộ ba xe pháo mã tương đối mạnh. Và nếu có thể di chuyển con xe 1 của mình thì kỳ thủ Trần Phúc Hậu sẽ hoàn toàn chủ động để có thể tấn công kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh. Vâng, liên tục là những nước tiêu diệt quân phòng thủ đến từ kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh. Và con xe 4 của kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh lúc này đang bắt chỉ tiếp con pháo 6 của kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Xe 1 tiến 1 đến từ kỳ thủ Trần Phúc Hậu.
Đến đây thì rất khó cho kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh rồi. Và như vậy ván đấu thứ 8 đã kết thúc, với phần thắng tiếp tục thuộc về kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Và tỷ số lúc này đang là 6-2 nghiêng về kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Và xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ván đấu thứ 9 giữa hai kỳ thủ. Ván đấu bắt đầu. Vâng, như vậy rất may kỳ thủ Trần Phúc Hậu cũng đã mở được xe từ rất sớm. Không chỉ đang có ưu thế về tỷ số lúc này, kỳ thủ Trần Phúc Hậu ở trong ván đấu này cũng đang rất ưu thế về lực quân khi mà anh đã mở được xe từ rất sớm. Không biết kỳ thủ Trần Phúc Hậu có thể tận dụng được ưu thế này và giành chiến thắng được hay không. Mặc dù kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đang bị dẫn trước, tuy nhiên game show đấu trường cờ Việt vẫn luôn tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ khi mà những kỳ thủ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là kỳ thủ Trần Hữu Bình và kỳ thủ Tránh Nga Sáng đều đã bị loại. Vì vậy vẫn còn rất nhiều cơ hội cho kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh. Tuy nhiên vừa rồi kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã mở con tốt chính của mình và đó là xe. Và ngay lập tức kỳ thủ Trần Phúc Hậu đã tiêu diệt con xe này.
Và lúc này kỳ thủ Trần Phúc Hậu mới chỉ để mất một pháo, một sĩ và một cây cầu úp. Trong khi đó kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã để mất bộ ba xe phòng mã của mình rồi. Tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh vẫn còn một con xe chưa mở. Và nếu có thể mở được con xe này thì nhiều khả năng kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh có thể chống đỡ được trước những đợt tấn công của kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Ba cây cứu còn lại của kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh là bộ ba xe phòng mã của anh. Tuy nhiên cả ba cây cứu này cũng tương đối khó mở. Còn rất may kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã tìm ra con xe của mình rồi. Hy vọng kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh có thể chống đỡ được những đợt tấn công của kỳ thủ Trần Phúc Hậu và có thể lật ngược thế cờ và rút ngắn tỷ số với kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Khán giả Nguyễn Văn Vũ đang có những nhận xét khả năng đỏ lại thua rồi. Như vậy là một nhận xét kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh sẽ tiếp tục thất bại ở trong bản đấu này. Quý vị và các bạn đang theo dõi ván đấu giữa hai kỳ thủ Trần Phúc Hậu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thịnh đến từ Quảng Ninh. Ván đấu thuộc vòng thi đấu thứ 5 của game show đấu trường cờ Việt. Và kỳ thủ nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ là kỳ thủ cuối cùng có mặt vào vòng bán kết, khi mà đã có 3 kỳ thủ đã chờ sẵn. Đó là kỳ thủ Đỗ Như Khánh đến từ Bắc Ninh, kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng đến từ Phú Thọ và kỳ thủ Nguyễn Thanh Tùng đến từ Hà Nội. Ở trong vòng thi đấu thứ 2, kỳ thủ Trần Phúc Hậu đã có chiến thắng trước kỳ thủ Nam Võ với tỷ số 6-2. Ở vòng thi đấu thứ 3, anh tiếp tục có chiến thắng trước kỳ thủ Lê Lợi với tỷ số 6-3. Và ở vòng thi đấu thứ 4 vừa rồi, anh đã có chiến thắng 11 trước kỳ thủ Tống Đức Phong. Và ngay sau khi kỳ thủ Trần Phúc Hậu mở được xe, kỳ thủ Nguyễn Văn Thịnh đã xin thua rồi. Phần thắng ở ván đấu này tiếp tục thuộc về kỳ thủ Trần Phúc Hậu. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đi đến ván đấu thứ 10 giữa hai kỳ thủ. Ván đấu bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hai người chơi Trần Phúc Hậu thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thịnh Quảng Ninh đã đi đến ván đấu thứ 10. Tỷ số đang nghiêng về Trần Phúc Hậu. Tuy nhiên,
Nguyễn Văn Thịnh hoàn toàn có cơ hội để lật ngược tỷ số trên bàn cờ. Chúng ta biết rằng trong trận đấu mới kết thúc gần đây nhất giữa người chơi Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội và Trần Nhà Sáng thành phố Hồ Chí Minh, người chơi Nguyễn Thanh Tùng đã xuất sắc lội ngược dòng với tỷ số cực kỳ thuyết phục 10 năm trước Trần Nhà Sáng. Trong lượt thi đấu buổi đầu tiên, Trần Nhà Sáng đã dẫn trước với tỷ số 5-3. Tuy vậy, trong một buổi tối mà người chơi Nguyễn Thanh Tùng cực kỳ minh mẫn, chính xác, sáng suốt, cộng với một chút sự may mắn, anh đã đi một mạch từ ván thứ 3 đến ván thứ 10, liên tục giành chiến thắng và để lại Trần Nhà Sáng một buổi tối thực sự là không mấy vui vẻ. Và hôm nay khi mà người chơi Trần Phúc Hậu đang dẫn trước Nguyễn Văn Thịnh với tỷ số 7-2 thì chúng ta cũng có quyền hy vọng tới một cơ hội tuy là rất bé cho Nguyễn Văn Thịnh có thể lội ngược dòng thắng liên tiếp trước đối thủ của mình và góp mặt vào 4 kỳ thủ xuất sắc nhất của đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tương úp. Quay trở lại với ván đấu lúc này thì người chơi Trần Phúc Hậu đang có được lực quân khá mạnh, bộ ba xe phao mã. Nguyễn Văn Thịnh cũng đã có xe có mã. Tuy nhiên, thế trận để di chuyển và tấn công của người chơi Trần Phúc Hậu là thuận lợi hơn rất nhiều. Cả hai người chơi chưa mất bất cứ một quân cờ nào. Và do vậy chưa thể nói trước bất cứ điều gì. Rất nhiều những ván đấu đã diễn ra khi một người chơi mở được rất nhiều những quân cờ mạnh và đối thủ thì lại mở được rất nhiều những quân cờ phòng thủ chắc chắn. Và thường thì kết cục những người phòng thủ chắc lại hay giành những ván thắng. Xin chào khán giả có nickname Dương Nguyễn. Xin chúc khán giả có một buổi tối thú vị theo dõi trận đấu giữa Trần Phúc Hậu và Nguyễn Văn Thịnh. Như vậy sau trận đấu này, chúng ta chỉ còn 4 người chơi cuối cùng. Họ là những người chơi xuất sắc nhất, chắc chắn sẽ chiếm những vị trí quán quân giải nhì, giải ba và giải tư của đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tương úp năm 2018-2019. Cùng với 4 người đứng ở vị trí cao nhất, chúng ta cũng sẽ có 12 người chơi xuất sắc khác sẽ được ban tổ chức tặng bằng vinh danh và những phần thưởng để họ tiếp tục nuôi niềm đam mê với môn cờ tương úp và sẽ lại tiếp tục cống hiến cho công chúng khán giả những ván đấu hấp dẫn và thú vị. Xin cảm ơn khán giả có nickname Nguyễn Kính. Cá nhân tôi lúc này rất mong muốn người chơi Nguyễn Văn Thịnh sẽ giành chiến thắng ở ván đấu thứ 10 này. Nếu Nguyễn Văn Thịnh giành chiến thắng, anh sẽ rút ngắn tỷ số trước đối thủ của mình, tạo ra sự yên tâm, tin tưởng, sự phấn khích để đến với những ván đấu tiếp theo. Tất nhiên, Trần Phúc Hậu là một người chơi điềm tĩnh, chắc chắn. Không dễ gì Nguyễn Văn Thịnh có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Dẫu vậy, chúng ta cũng đã được chứng kiến những trận đấu của người chơi Nguyễn Văn Thịnh. Anh đã cống hiến nhiều trận đấu hay cho công chúng khán giả với những chiến thắng rất giòn giã, rất thuyết phục. Đáng kể nhất là người chơi Nguyễn Văn Thịnh đã giành chiến thắng trước Võ Văn Thành ở vòng đấu thứ 2 với tỷ số 6-4. Và đặc biệt là chiến thắng trước người chơi Lê Linh Ngọc cũng với tỷ số 6-4. Người chơi Lê Linh Ngọc là một kỳ thủ trẻ có phong độ rất tốt, có lối chơi rất sáng sủa và ấn tượng. Đã có rất nhiều người kỳ vọng người chơi Lê Linh Ngọc sẽ đi rất xa ở giải đấu này. Tuy nhiên trong một ngày
thi đấu không được may mắn. Và đối thủ của Lê Linh Ngọc là một Nguyễn Văn Thịnh có phong độ và sự hưng phấn rất cao. Cuối cùng thì Lê Linh Ngọc đã thất thủ với tỷ số 4-6. Nguyễn Văn Thịnh còn có một chiến thắng rất giòn giã khác trước người chơi Đỗ Quốc Trung Hải Phòng với tỷ số 17. Cho tới lúc này, cả hai người chơi vẫn chưa mất bất cứ một quân cờ nào. Nguyễn Văn Thịnh cũng đang phòng thủ chắc chắn. Và người chơi Trần Phúc Hậu đang từng bước gia tăng áp lực lên đối thủ của mình. Tất nhiên người chơi Nguyễn Văn Thịnh sau khi phòng thủ thành công, anh cũng cần mở thêm được những quân cờ mạnh để tạo ra thế trận có lợi cho mình ở khoảng thời gian tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau trận đấu buổi tối ngày hôm nay, ngày mai ban tổ chức của chúng tôi sẽ bắt thăm để tìm ra hai cặp đấu sẽ thi đấu ở vòng bán kết. Và những trận đấu bán kết sẽ diễn ra ngay trong tuần này. Ngay sau khi lễ bốc thăm kết thúc, chúng tôi sẽ liên lạc với 4 kỳ thủ của chúng ta và sẽ sắp xếp lịch thi đấu để chúng ta có thể theo dõi giải đấu một cách liên tục, tránh sự ngắc quãng. Ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cầu Đường 5 Thanh Hóa, webgame cờ tướng úp.com, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia là ba đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi tại game show này. Nguyễn Văn Thịnh đang thi đấu rất bình tĩnh. Cho dù lúc này thì Trần Phúc Hậu có lực quân khá mạnh, bộ tứ, hai mã, một xe, một pháo, đang đứng ở những vị trí rất thuận lợi để tấn công trực diện về phía trung lộ của Nguyễn Văn Thịnh. Tuy vậy, chúng ta có thể thấy rằng cánh trái của Nguyễn Văn Thịnh lúc này đang được bảo vệ rất chặt chẽ. Một xe, một mã, một xe úp. Và như vậy rất khó để Trần Phúc Hậu có thể khoan thủng khung thành của Nguyễn Văn Thịnh tại thời điểm này. Nguyễn Văn Thịnh lúc này cũng đã mở ra được pháo 5. Ở vị trí này cây pháo sẽ phát huy uy lực rất mạnh. Nguyễn Văn Thịnh lúc này đã mất một mã một tốt. Đối thủ của anh mất một sĩ một tốt. Như vậy thì thiệt hại của Nguyễn Văn Thịnh là nhiều hơn đối thủ của mình. Tuy nhiên, thế trận phòng thủ của Nguyễn Văn Thịnh thì vẫn đang còn tương đối chắc chắn. Nguyễn Văn Thịnh còn 3 quân cờ úp. Chắc chắn trong số đó sẽ có một xe một pháo. Và ở thời điểm này, nếu Nguyễn Văn Thịnh để mất thêm một quân cờ úp nào sẽ là thiệt hại quá lớn cho lực quân của anh. Trần Phúc Hậu thì còn tới 6 quân úp chưa mở. Và trong số đó sẽ còn 2 cây úp nữa là một xe một pháo. Lúc này thì Trần Phúc Hậu đã lại mở được cây xe thứ hai rồi. Lực quân của Trần Phúc Hậu đã trở nên vô cùng mạnh. Và có thể từ thời điểm này, sức mạnh tấn công của Trần Phúc Hậu sẽ tăng lên rõ rệt. Anh sẽ gia tăng tốc độ và mong muốn sẽ kết thúc ván đấu sớm hơn. Đây là ván đấu thứ 10. Tỷ số lúc này đang là 7-2 nghiêng về Trần Phúc Hậu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có 3 cái tên đầu tiên xuất sắc nhất có mặt
ở vòng bán kết, đó là người chơi Vũ Khánh Hoàng, Phú Thọ, người chơi Nguyễn Thanh Tùng, Hà Nội và người chơi Đỗ Như Khánh, Bắc Ninh. Hôm nay Trần Phúc Hậu hoặc Nguyễn Văn Thịnh, một trong hai cái tên này sẽ có một người bước vào vòng bán kết để thi đấu giành những vị trí quán quân giải nhì, giải ba. Lẽ dĩ nhiên là trong số bốn người này, người nào thua cuộc hai trận đấu liên tiếp, người đó sẽ nhận giải tư. Trần Phúc Hậu có lối chơi chặt chẽ và điềm tĩnh. Anh đang gia tăng áp lực tấn công lên đối thủ của mình. Bây giờ thì người chơi Nguyễn Văn Thịnh đang đề nghị đối thủ đổi xe. Xin cảm ơn khán giả có nickname Dương Nguyễn đang cổ vũ người chơi Nguyễn Văn Thịnh rằng hãy chơi hết sức mình, hãy bình tĩnh để lại những ván cờ hay cho công chúng khán giả. Một lần nữa, ban tổ chức xin được cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa, Fgame Cờ Tương Úp.com, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Khang Long Giáp Bìa Ra, là ba đơn vị rất trách nhiệm, rất yêu thích ban tổ chức và những người chơi của chúng ta đã tự nguyện đồng hành cùng với game show này. Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa là một doanh nghiệp cổ phần đã từng xây dựng rất nhiều những công trình cầu và đường trên địa bàn Thanh Hóa và khu vực miền Bắc với chất lượng rất tốt, để lại uy tín cao trong lòng xã hội. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Khang Long Giáp Bìa Ra lại là một doanh nghiệp sản xuất hàng da có uy tín và có truyền thống trong nhiều năm qua ở khu vực Hà Nội. Những sản phẩm đồ da của công ty đã để lại những dấu ấn rất tốt đẹp trong tâm trí của người tiêu dùng. Lúc này thì người chơi Trần Phúc Hậu dường như đã khóa chặt được vòng vây tướng của Nguyễn Văn Thịnh rồi. Khả năng giành chiến thắng của anh ở ván đấu thứ 10 này là trong tầm tay, chỉ còn thời gian nữa thôi. Với ván thắng này thì người chơi Trần Phúc Hậu đang từng bước đến gần hơn với việc ghi tên mình vào vòng bán kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ngoài việc theo dõi những ván đấu này và những ván đấu tiếp theo, nếu khán giả nào chưa theo dõi trận đấu giữa người chơi Nguyễn Thanh Tùng với một trong bốn kỳ thủ hàng đầu cờ tướng úp Việt Nam, Tứ Kỳ Tiên, đó là trận đấu giữa Nguyễn Thanh Tùng và Trần Nhà Sáng, chúng ta sẽ có một trận đấu cực kỳ hay khi mà ở lượt đi thứ hai, buổi tối thứ hai, người chơi Nguyễn Thanh Tùng đã lật ngược dòng, lội ngược dòng, lật ngược tình thế. Từ tỷ số thua 3 năm, anh đã đi một mạch tới chiến thắng 10 năm trước đối thủ Trần Nhà Sáng. Chiến thắng trước một Trần Nhà Sáng là một việc vô cùng khó khăn và không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, người chơi Nguyễn Thanh Tùng đã chiến thắng thuyết phục với tỷ số lội ngược dòng 10 năm.
Và bây giờ thì người chơi Trần Phúc Hậu đã kết thúc được ván đấu thứ 10. Như vậy buổi tối ngày hôm nay Trần Phúc Hậu đã liên tiếp giành 3 ván thắng trước đối thủ của mình, gia tăng tỷ số lên 8-2. Và lúc này thì khoảng cách đến với ván thắng thứ 10 của Trần Phúc Hậu dường như đang rất gần, nhưng không sao. Người chơi Nguyễn Văn Thịnh hãy bình tĩnh, tự tin, anh hoàn toàn có thể lội ngược dòng trước đối thủ của mình và chí ít là cống hiến cho công chúng khán giả những ván đấu hay nhất. Ván đấu thứ 11 đã sẵn sàng, hai người chơi đã sẵn sàng, ván đấu bắt đầu. Vâng, hy vọng ván đấu thứ 11 này Nguyễn Văn Thịnh sẽ có yếu tố may mắn và giành chiến thắng. Anh đã mở được cây xe đầu tiên. Rất tiếc khi mà đối thủ ở lỗ 5 đã mở được mã, khống chế cơ hội để người chơi Nguyễn Văn Thịnh có thể ăn được một quân gấu của đối thủ. Và lúc này thì người chơi Trần Phúc Hậu cũng đã mở được xe rồi. Lực quân của Trần Phúc Hậu đã lại mạnh hơn Nguyễn Văn Thịnh. Nhưng không sao, đó cũng chỉ mới là những nước mở quân khai cuộc đầu tiên, chưa nói lên điều gì. Vâng, xin cảm ơn khán giả có nickname Dương Nguyễn. Anh đã đưa ra một nhận định, một thông điệp, một slogan hết sức tuyệt vời. Một slogan giàu ý nghĩa nhân văn, giàu tính chất cộng đồng, đó là không có kỳ thủ nào là không chiến thắng và không có ai thua cả. Tất cả họ đều nằm trong trái tim thân thiện và yêu quý của khán giả, những người yêu cờ. Có thể nói ván đấu thứ 11 này người chơi Trần Phúc Hậu đã có được những ưu thế quá lớn trên bàn cờ khi anh mở quân và có ngay bộ tứ. Ngay lập tức Trần Phúc Hậu đã chơi đột phá để nhanh chóng kết thúc ván đấu này. Anh đã mở phao 8 và đó là tốt, đang áp sát hai quân cờ úp của Nguyễn Văn Thịnh. Trần Phúc Hậu có một ván đấu rất hên, quá ưu thế. Và bây giờ thì rất khó cho Nguyễn Văn Thịnh có thể bảo vệ được một trong những quân cờ của mình khi mà cây tốt 8 đã áp sát hai quân cờ của Nguyễn Văn Thịnh. Để mất bất cứ một quân cờ nào cũng rất đáng tiếc. Đây là ván đấu thứ 11. Trận đấu giữa Trần Phúc Hậu thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thịnh Quảng Ninh. Tỷ số đang là 8-2 nghiêng về Nguyễn Văn Thịnh.
Quý vị và các bạn thân mến, sau trận đấu buổi tối ngày hôm nay, ngày mai ban tổ chức chúng tôi sẽ bốc thăm cho 4 người chơi xuất sắc có mặt ở vòng bán kết, và 2 trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong tuần này. Vào thời điểm này, ban tổ chức chúng tôi cũng đã khởi tranh game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng truyền thống. Vòng đấu sơ loại tuyển chọn cầu thủ sẽ diễn ra cho đến hết ngày 31 tháng 2 năm 2019. Thời gian để đến với giải đấu này không còn nhiều. Chính vì vậy, những người yêu thích môn cờ tướng truyền thống hãy đăng ký với ban tổ chức chúng tôi để có thể được xếp lịch thi đấu trong những ngày gần đây nhất. Tôi xin được nhắc lại, vào thời điểm này, ban tổ chức chúng tôi đã khởi tranh game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng truyền thống. Vòng đấu đầu tiên tuyển chọn kỳ thủ đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 2 năm 2019. Chính vì vậy, vào thời điểm này, những người yêu thích môn chơi cờ tướng truyền thống hãy đăng ký với ban tổ chức chúng tôi bằng cách gọi điện thoại vào số hotline trên màn hình hoặc đăng ký qua fanpage đấu trường cờ Việt để được xếp lịch thi đấu trong những ngày gần nhất. Lúc này thì người chơi Trần Phúc Hậu đã có tới 5 quân cờ tấn công rất mạnh. 2 xe, 2 pháo, 1 mã. Và người chơi Nguyễn Văn Thịnh đã quyết định đấu xe nhằm giảm bớt áp lực trước sức tấn công và lực quân rất mạnh của đối thủ. Bây giờ nếu Nguyễn Văn Thịnh bình xe sang lỗ 9 để uy hiếp cây xe 1 của đối thủ, thì đồng thời cũng tạo cơ hội để Trần Phúc Hậu có thể di chuyển cây mã 5 sang những vị trí thuận lợi. Không, như vậy người chơi Nguyễn Văn Thịnh đã có cơ hội tiêu diệt cây mã của đối thủ, đồng thời chấp nhận để mất pháo. Như vậy, trên bàn cờ lúc này thì người chơi Trần Phúc Hậu đang hoàn toàn áp đảo với bộ 3, 2 pháo, 1 xe, đứng ở vị trí trung lộ, sẵn sàng uy hiếp khung thành của Nguyễn Văn Thịnh. Ban tổ chức xin được cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa, webgame cờ tướng úp.com, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Khang Long Giáp Bìa Ra là 3 đơn vị đã và đang đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt. Tôi xin được thông tin thêm là Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa là một đơn vị rất tiêu biểu, điển hình ở khu vực Thanh Hóa, đã và đang xây dựng rất nhiều những công trình có chất lượng, có mỹ thuật tốt trên địa bàn Thanh Hóa nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Khang Long Giáp Bìa Ra lại là một trong những doanh nghiệp tư nhân có truyền thống trong việc sản xuất các đồ dùng bằng da với chất lượng tốt và uy tín. Và bây giờ người chơi Trần Phúc Hậu đã nhanh chóng kết thúc ván đấu thứ 11. Và người chơi Nguyễn Văn Thịnh dường như đã và đang nở nụ cười. Anh biết rằng Trần Phúc Hậu trong ván đấu vừa qua có rất nhiều sự hỗ trợ của yếu tố may mắn. Đồng thời đây cũng là một trong những người chơi khá chắc chắn, vững vàng trong mọi tình huống. Và do vậy người chơi Nguyễn Văn Thịnh cho dù chưa có được thêm những ván thắng trước đối thủ của mình, nhưng anh đang có một tâm lý rất thoải mái, rất tự tin để đến với ván đấu thứ 12. Hy vọng ở ván đấu thứ 12 này, Nguyễn Văn Thịnh sẽ giành chiến thắng, rút ngắn tỷ số xuống trước đối thủ và sẽ cống hiến thêm những ván cờ hay trong buổi tối ngày hôm nay.
Ván đấu thứ 12 đã sẵn sàng, hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu bắt đầu. Trần Phúc Hậu trong nước mở quân thứ hai đã có được xe. Hai nước mở quân, Trần Phúc Hậu có hai quân cờ mạnh. Và rất tiếc cho Nguyễn Văn Thịnh, anh cũng đã mở được hai quân cờ mạnh nhưng không có những quân cờ có ưu thế tuyệt đối như đối thủ của mình. Bây giờ thì người chơi Trần Phúc Hậu phải rất cảnh giác khi mà Nguyễn Văn Thịnh đã thoái pháo về sát khung thành của mình. Khán giả có nickname Nguyễn Văn Vũ đang mong muốn rằng Nguyễn Văn Thịnh hãy làm một mạch những ván thắng liên tiếp nhau giống như người chơi Nguyễn Thanh Tùng trước Trần Nha Sáng để có thể lội ngược dòng, xoay chuyển tình thế, giành chiến thắng trước Trần Phúc Hậu. Đó là một thử thách mà theo phán đoán của cá nhân tôi là không tưởng, nhưng không có điều gì là không thể xảy ra với cờ tướng úp. Hãy bình tĩnh và cố gắng, Nguyễn Văn Thịnh sẽ có cơ hội. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ván đấu thứ 12. Tỷ số lúc này đang là 9-2, nghiêng về Trần Phúc Hậu. Nguyễn Văn Thịnh đang có cơ hội tiêu diệt cây tốt 8, nhưng xét thấy việc tiêu diệt cây tốt này chưa thực sự mang lại những ưu thế. Chính vì vậy Nguyễn Văn Thịnh đã bình xe sang lỗ 7, đang có cơ hội để tiêu diệt cây tốt 3 của đối thủ. Về lực quân trên bàn cờ thì Nguyễn Văn Thịnh đang mạnh hơn. Anh đang có bộ tứ hai pháo một xe một mã. Trần Phúc Hậu đang có bộ ba xe hai mã. Tuy nhiên Trần Phúc Hậu chưa mất bất cứ một quân cờ nào. Nguyễn Văn Thịnh đã mất hai quân cờ úp. Thế trận dường như ưu thế vẫn đang có đôi chút nghiêng về Trần Phúc Hậu. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây tôi xin nhắc lại một số thông tin về hai người chơi. Trần Phúc Hậu, thành phố Hồ Chí Minh, đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Đông Du. Anh có tới 20 năm kinh nghiệm chơi cờ tướng truyền thống và 8 năm chơi cờ tướng úp. Đã từng đạt vô địch
cờ tướng tỉnh Đồng Nai. Ở vòng đấu thứ hai thắng Dương Văn Hoàn tuyệt đối với tỷ số 5-0. Thắng người chơi Nam Võ cũng ở thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-2. Thắng người chơi Lê Lợi với tỷ số 6-3. Và đáng kể nhất là việc người chơi Trần Phúc Hậu thắng Tống Đức Phong với tỷ số 11. Tống Đức Phong là một người chơi điềm tĩnh, có kinh nghiệm và có trình độ tương đối tốt. Tuy nhiên trước một Trần Phúc Hậu, anh đã để thua cuộc với tỷ số khá chênh lệch 1-10. Và trước một Nguyễn Văn Thịnh có phong độ tốt của Quảng Ninh, Trần Phúc Hậu đang dẫn trước với tỷ số 9-2. Tới thời điểm này thì Trần Phúc Hậu đang tiến dần tới việc ghi tên mình ở vòng đấu bán kết, góp mặt cùng với ba người chơi, đó là Đỗ Như Khánh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Tùng Hà Nội và Vũ Khánh Hoàng Phú Thọ, thi đấu những trận đấu đỉnh cao ở vòng đấu thứ tư, ở vòng đấu bán kết. Việc người chơi Nguyễn Văn Thịnh góp mặt ở vòng đấu thứ 5 đã là một trong những điều cực kỳ bí ẩn và bất ngờ. Người chơi Nguyễn Văn Thịnh đang công tác trong lực lượng vũ trang, anh không có nhiều thời gian để thi đấu cờ tướng. Tuy nhiên người chơi Nguyễn Văn Thịnh lại rất yêu thích môn chơi này. Anh đã đến với cờ tướng truyền thống cách đây 30 năm. Và có 3 năm chơi cờ tướng úp. Những ván thắng của Nguyễn Văn Thịnh ở các vòng đấu thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hết sức thuyết phục. Thắng Võ Văn Thành với tỷ số 6-4 và đặc biệt là thắng Lê Linh Ngọc cũng với tỷ số 6-4. Vòng đấu thứ 4 thì thắng Đỗ Quốc Trung Hải Phòng với tỷ số 17. Dĩ nhiên càng vào sâu trong giải đấu thì những ván đấu, những trận đấu sẽ ngày càng khó khăn hơn. Và hôm nay, lần đầu tiên người chơi Nguyễn Văn Thịnh đã gặp một đối thủ thực sự là khó khăn đối với anh, Trần Phúc Hậu, thành phố Hồ Chí Minh. Trần Phúc Hậu đang tiến gần tới việc ghi tên mình vào vòng đấu thứ 6, vòng đấu tứ kết của game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Xin cảm ơn khán giả Bình Trần. Dường như khán giả Bình Trần đã không bỏ bất cứ trận đấu nào ở vòng đấu thứ 3, thứ 4, thứ 5 của game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Và hôm nay anh đã lại gửi tới một thông điệp rất hay là cống hiến cho khán giả và người yêu cờ trên cả nước những ván cờ hay. Đó là hạnh phúc của chính các kỳ thủ của chúng ta, của ban tổ chức của chúng tôi khi chúng ta mang lại niềm vui, sự thú vị cho công chúng khán giả. Nghĩa là chúng ta đang làm một việc rất hữu ích. Chúng ta mang lại niềm vui cho mọi người và đó chính là niềm vui của chính chúng ta. Rất hy vọng Nguyễn Văn Thịnh sẽ giành chiến thắng ở ván đấu thứ 12 này.
Trần Phúc Hậu đã áp xe sang lỗ 4 để khống chế đường di chuyển của cây tốt 5 của Nguyễn Văn Thịnh. Lực quân trên bàn cờ đang mạnh hơn, nghiêng về Nguyễn Văn Thịnh. Tuy nhiên thế trận thì có phần lại thuận lợi hơn cho Trần Phúc Hậu khi cây tốt 8 của Trần Phúc Hậu đang khống chế khả năng triển khai quân bên phía cánh phải của Nguyễn Văn Thịnh. Và nếu người chơi Trần Phúc Hậu đưa cây tốt 7 vượt sông liên kết với cây tốt 8 thì khó khăn sẽ trở nên lớn hơn với Nguyễn Văn Thịnh. Phần chung cuộc ở ván đấu thứ 12 diễn ra vô cùng gay cấn và căng thẳng. Nguyễn Văn Thịnh đang rất cố gắng để tạo ra một thế trận có ưu thế trên bàn cờ để có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên Trần Phúc Hậu rất chặt chẽ và lúc này thì Trần Phúc Hậu cũng đang có những quân cờ mạnh trên bàn cờ để tạo ra sự đối trọng trước đối thủ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này, ban tổ chức chúng tôi đã khởi tranh đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng truyền thống. Vòng đấu tuyển chọn kỳ thủ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 2 năm 2019. Những người yêu thích môn chơi này hãy đăng ký với ban tổ chức qua số hotline trên bàn cờ hoặc qua fanpage đấu trường cờ Việt để có thể được xếp lịch thi đấu trong những ngày tới.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ trạng cờ Quý Tỵ năm 2013, môn cờ tướng truyền thống đã xuất hiện trên truyền hình. Và đây là giải đấu có sự lan tỏa lớn nhất trong công chúng khán giả và cộng đồng những người yêu cờ. Tiếp theo đó, vào các năm 2016, 2017, 2018, ban tổ chức chúng tôi đã lần lượt tổ chức giải đấu trạng cờ đất Việt và đấu trường cờ Việt, tiếp tục đưa những ván đấu của môn cờ tướng truyền thống lên truyền hình và các kênh truyền thông khác. Và bắt đầu từ giữa năm 2018, lần đầu tiên chúng tôi đưa môn cờ tướng úp trở thành một giải đấu chính thức trên truyền hình kỹ thuật số VTC. Và điều đáng nói là môn cờ tướng úp đã được công chúng khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Những ván cờ diễn ra gay cấn, bất ngờ và căng thẳng đã cống hiến rất nhiều sự thú vị cho những người theo dõi cờ tướng úp và giải đấu này. Đây là ván đấu thứ 12, trận đấu giữa Trần Phúc Hậu, Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thịnh, Quảng Ninh. Nếu Trần Phúc Hậu giành chiến thắng, anh sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết cùng với ba người chơi khác là Đỗ Như Khánh, Bắc Ninh, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Nội và Vũ Khánh Hoàng, Phú Thọ, thi đấu ở vòng bán kết. Nếu Nguyễn Văn Thịnh giành chiến thắng ở ván đấu này, anh sẽ rút ngắn tỷ số xuống 3-9 và tiếp tục cống hiến cho khán giả thêm những trận đấu tiếp theo. Lúc này thì khả năng lội ngược dòng của Nguyễn Văn Thịnh trước Trần Phúc Hậu tương tự như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Tùng trước Trần Nhà Sáng là rất khó. Bởi lẽ người chơi Trần Phúc Hậu đang có tỷ số cách biệt rất lớn và Nguyễn Văn Thịnh sẽ rất khó khăn để có thể làm được điều bất ngờ đó. Cá nhân tôi đang rất mong muốn, không phải là hy vọng nữa mà rất mong muốn Nguyễn Văn Thịnh sẽ giành chiến thắng ở ván đấu thứ 12. Và đúng như khán giả có nickname Dư Nguyễn và Trần Bình rằng hãy cống hiến nhiều hơn nữa những ván cờ hay cho công chúng khán giả. Làm được điều đó nghĩa là chúng ta rất hạnh phúc với chính mình, bởi lẽ đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho khán giả, cho những người yêu môn cờ tướng. Nguyễn Văn Thịnh mất 4 quân cờ, 1 pháo, 1 tốt và 2 quân úp. Tuy nhiên Trần Phúc Hậu cũng mất 3 quân, trong đó có 2 mã, 1 cây úp. Và như vậy, về lực quân và thế trận, Nguyễn Văn Thịnh hoàn toàn có thể chiến thắng ở ván đấu thứ 12 này. Xin cảm ơn khán giả có nickname Lương Thế Bình. Ở vòng đấu thứ 5, các trận đấu, các ván đấu đều diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, rất cống hiến. Tuy nhiên, theo nhận xét của cá nhân tôi, những trận đấu như Vũ Khánh Hoàng giành chiến thắng trước Trần Hữu Bình hay như trận đấu giữa Nguyễn Thanh Tùng giành chiến thắng trước Trần Nhà Sáng là những trận đấu trên cả tuyệt vời. Đáng nói nhất là Nguyễn Thanh Tùng trước Trần Nhà Sáng. Trần Nhà Sáng là tứ kỳ tiên, một trong 4 người chơi hàng đầu môn cờ tướng úp ở Việt Nam. Và Nguyễn Thanh Tùng là một kỳ thủ chưa nổi danh trong làng cờ, nhưng anh đã giành những trận thắng rất thuyết phục. Đầu tiên là chiến thắng trước tứ kỳ tiên Nguyễn Hoàng Lâm với tỷ số 6-4 ở vòng đấu thứ 3. Và tiếp đó, người chơi Nguyễn Thanh Tùng
đã chiến thắng trước tứ kỳ tiên Trịnh Á Sáng với tỷ số 10-5. Và điều đáng nói là ở buổi tối thi đấu thứ hai, khi mà Trịnh Á Sáng đang dẫn trước với tỷ số 5-3, thì ở buổi thi đấu thứ hai, Nguyễn Thành Tùng đã bất ngờ lội ngược dòng một cách khủng khiếp khi anh liên tiếp giành 7 ván thắng để kết thúc với tỷ số 10-5. Một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng, không chỉ của cá nhân tôi mà của rất nhiều công chúng khán giả đã theo dõi người chơi Trịnh Á Sáng. Không dễ gì có thể giành được một ván thắng trước Trịnh Á Sáng, càng khó khăn hơn nếu giành được cả một trận thắng. Và Nguyễn Thanh Tùng đã làm được trên cả những điều đó khi anh lội ngược dòng với tỷ số vô cùng thuyết phục. Và bây giờ thì đã có những khán giả đã đặt cho người chơi Nguyễn Thanh Tùng biệt danh đã lọt vào top những kỳ tiên của đấu trường cờ Việt và của môn cờ tướng quốc Việt Nam. Anh xứng đáng là một trong ngũ kỳ tiên của môn cờ tướng úp Việt Nam. Ngũ kỳ tiên là một khái niệm mới, và tôi hy vọng rằng công chúng khán giả sẽ chấp nhận khái niệm này khi người chơi Nguyễn Thanh Tùng xứng đáng góp mặt cùng với bốn danh thủ cờ tướng úp hàng đầu Việt Nam. Đó là Trịnh Á Sáng, đó là Nguyễn Hoàng Lâm, đó là Trần Hữu Bình, đó là Hà Văn Tiến, và bây giờ là Nguyễn Thanh Tùng. Ngũ kỳ tiên, một khái niệm mới, hy vọng sẽ được công chúng khán giả chấp nhận. Bởi lẽ người chơi Nguyễn Thanh Tùng hoàn toàn xứng đáng, rất xuất sắc khi ở vòng đấu thứ 3 anh đã giành chiến thắng trước Nguyễn Hoàng Lâm với tỷ số 6-3. Và ở vòng đấu thứ 5 giành chiến thắng trước Trịnh Á Sáng với tỷ số 10-5. Người chơi Nguyễn Thanh Tùng còn có một dấu ấn nữa khi anh có một trận đấu hay nhất, dài nhất ở vòng đấu thứ 4 game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp. Đó là trận đấu trước Nguyễn Văn Cường. Hai người chơi đã thi đấu 20 ván cờ, kết thúc với tỷ số 19 nghiêng về Nguyễn Thanh Tùng. Trong số 20 ván thì có một ván hòa. Và điều đáng nói là người chơi Nguyễn Văn Cường Thanh Hóa đã có thời điểm dẫn trước Nguyễn Thanh Tùng với tỷ số 9-7. Tuy vậy, ở ván 3 ván đấu tiếp theo, người chơi Nguyễn Thanh Tùng vừa có được sự trợ giúp của yếu tố may mắn, vừa có sự bình tĩnh sáng suốt tự tin, anh đã bất ngờ lội ngược dòng trước một Nguyễn Văn Cường rất mạnh để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 19 và thi đấu tới 20 ván cờ. Không chỉ dừng lại ở đó, ở vòng đấu thứ 5, người chơi Nguyễn Thanh Tùng lại gây ra một bất ngờ lớn, một trận động đất kinh hoàng khi giành chiến thắng với tỷ số 10-5 trước Trịnh Á Sáng. Từ bây giờ, cá nhân tôi sẽ sử dụng thuật ngữ mới ngũ kỳ tiên, trong đó cái tên Nguyễn Thanh Tùng chắc chắn sẽ được nhắc đến rất nhiều rất nhiều. Hy vọng công chúng khán giả sẽ góp những lời nhận xét, những bình luận về khái niệm ngũ kỳ tiên trong làng cờ tướng úp ở Việt Nam. Tứ kỳ tiên bao gồm người chơi Trịnh Á Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Hữu Bình, Hà Văn Tiến, và bây giờ cái tên Nguyễn Thanh Tùng sẽ được nhắc đến rất nhiều. Anh xứng đáng lọt vào top ngũ kỳ tiên của Việt Nam. Ván đấu thứ 12 đang diễn ra và người chơi Trần Phúc Hậu đang tiếp tục giành ưu thế trên bàn cờ, cho dù
anh đang chỉ có một pháo một xe và Nguyễn Văn Thịnh cầm quân đỏ đang có hai xe trên bàn cờ. Bây giờ là lúc người chơi Trần Phúc Hậu phải tính tới việc di chuyển cây những quân cờ của mình sang những vị trí thích hợp. Nguyễn Văn Thịnh cần phải tiêu diệt cây pháo 4 của đối thủ nhằm giảm sức mạnh quân lực của đối thủ trước khi anh mở tiếp những quân cờ úp còn lại của mình. Đúng như vậy, Nguyễn Văn Thịnh đã quyết định tiêu diệt pháo 4 của đối thủ. Nguyễn Văn Thịnh đang có những lợi thế nhất định trên bàn cờ. Tuy nhiên, bí ẩn nhất ở ván đấu thứ 12 này chính là việc người chơi Trần Phúc Hậu vẫn còn 3 quân úp chưa mở. Nếu may mắn, trong số đó vẫn còn cây xe thứ 2 và cây pháo thứ 2 thì người chơi Nguyễn Phúc Hậu hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở ván đấu này. Nếu cây xe hoặc cây pháo đã mất rồi, đặc biệt là cây xe nếu đã mất rồi. Vâng, lúc này thì người chơi Trần Phúc Hậu rất may mắn, anh mở cây xe 9 và đó là xe. Sẽ là một khó khăn cho Nguyễn Văn Thịnh ở ván đấu này. Đúng rồi, người chơi Nguyễn Văn Thịnh đã quyết định mở tốt 9 và đó là mã tăng cường quân lực để gia tăng áp lực với đối thủ của mình. Lúc này thì phía cánh trái của Trần Phúc Hậu đang rất mạnh. Đáng kể nhất vẫn là tốt 8 đã tiến gần sát tới khung thành của Nguyễn Văn Thịnh. Và cây xe 9 của Trần Phúc Hậu sẽ là một hiểm họa rất lớn cho Nguyễn Văn Thịnh. Nếu Nguyễn Văn Thịnh giành chiến thắng ở ván đấu thứ 12 này sẽ là điều rất tuyệt vời. Anh sẽ có ván thắng đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay trước đối thủ khó chơi Trần Phúc Hậu. Nếu để thua, người chơi Trần Phúc Hậu sẽ kết thúc trận đấu, ghi tên mình vào vòng đấu bán kết.
Ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Quang Diệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 5 Thanh Hóa, fgamecờtươngúp.com, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia là ba đơn vị đã và đang đồng hành cùng game show của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ván đấu thứ 12 trong trận đấu giữa Trần Phúc Hậu và Nguyễn Văn Thịnh. Tỷ số lúc này đang là 9-2 nghiêng về Trần Phúc Hậu. Sau trận đấu này, vào ngày mai ban tổ chức chúng tôi sẽ bốc thăm để bố trí hai cặp đấu tiếp theo ở vòng bán kết. Thời điểm này, ban tổ chức đã khởi tranh game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng truyền thống. Vòng đấu thứ nhất tuyển chọn kỳ thủ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 2 năm 2019. Vì vậy, ngay từ bây giờ, những người yêu thích môn chơi này, nếu muốn tham gia game show, hãy đăng ký với ban tổ chức bằng cách gọi điện vào số hotline hoặc có thể đăng ký qua fanpage đấu trường cờ Việt để ban tổ chức có thể xếp lịch thi đấu cho các bạn trong những ngày gần đây. Thời gian ở ván đấu thứ 12 không còn nhiều. Trần Phúc Hậu còn hơn 3 phút và Nguyễn Văn Thịnh còn 1 phút 48 giây. Nguyễn Văn Thịnh cần khẩn trương kết thúc ván đấu này. Thời gian không còn nhiều, nếu để thất thiệt về thời gian anh có thể thua cuộc.
rất khó cho Nguyễn Văn Thịnh rồi. Anh chỉ còn 10 giây, không đủ để xoay chuyển tình thế rồi. Xin chúc mừng Trần Phúc Hậu, người chơi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng ở ván đấu thứ 12, ghi tên mình vào vòng bán kết cùng với Đỗ Như Khánh Bắc Ninh, Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội và Vũ Khánh Hoàng Phú Thọ thi đấu ở vòng đấu bán kết. Xin cảm ơn người chơi Nguyễn Văn Thịnh, Móng Cái Quảng Ninh đã cống hiến cho công chúng khán giả những trận đấu rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ dừng lại vòng đấu thứ 5 để đến với vòng đấu thứ 6 trong những ngày tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại.